Bài buổi số 5 mình sẽ đi bốn cái vấn đề như sau. Thứ nhất là đại từ ha, mình còn đại từ chưa học nè, còn giới từ nè, còn liên từ và còn hán từ. Vậy hôm nay mình sẽ đi bốn cái tiểu mục này. Bữa mình đã đi danh từ, động từ, tính từ và cạn từ rồi, thì mọi người thấy một trong bốn cái bài vừa rồi á, thì mọi người thấy cái bài nào khó nhất? Mọi người thấy bài mới Dạ học, động từ thầy. cái bài mới học đúng Bài động từ. không? Động từ khó chỗ nào trời, nó khó chỗ nào? Đúng rồi. Thật ra động từ đó thầy đã cắt bớt rồi em, chứ mà nó tại cái này là dạy theo kiểu là tụi em học 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 cơ bản và thêm một chút nâng cao. Chứ thực chất nếu mà học trong trường, khi mà nghiên cứu về một vấn đề hơn một tiểu mục á, thì bắt buộc phải nghiên cứu hết toàn diện ha, phải cho để em nhìn hết tất cả các khía cạnh. Thì thành ra học trong trường phải mất 4 tiếng mới xong bài động từ. Có một số trường thì họ sẽ nhai đi nhai lại em, ví dụ sinh viên của ngành ngôn ngữ Anh á, họ học bài động từ ở học kỳ 1 rồi sang học kỳ 2 họ lại học ngữ pháp nâng cao, họ lại mọi người còn nghe được không? Uống nước gì đi, chờ chút, 2 phút. Rồi thay đổi mạng 4G là mọi người có nghe được không? Dạ được, nghe rồi thầy. Nghe Dạ rõ nghe hơn rồi chưa? thầy. Ok, nghe rõ hơn rồi ha. Em cái anh chủ nhà anh kia cho thông tin em. Mọi người sorry, mọi người cho thầy thêm 1 phút. Họ tên, năm sinh, số điện thoại. Chờ nha mọi người. À, thầy mở cái màn hình này lên để cho mọi người đọc trước ha. Rồi, hôm nay mình sẽ đi đại từ, giới từ, liên từ và thán từ. Rồi, mọi người đọc. Rồi. À, đại từ là gì nè? Sorry, pronoun, bỏ s đi nha bạn.
A pronoun is a word that is used instead of a noun or a noun phrase. Một đại từ là từ là một từ được sử dụng thay cho một danh từ hoặc một cụm danh từ. À, có 9 loại đại từ trong tiếng Anh. Được không? Mình có 9 loại đại từ thì trong đây sẽ có nhiều loại đại từ mà mình đã học rồi, hơn phân nửa. Thậm chí là 70 tới 80% những cái loại đại từ là tụi em đã học rồi. Còn lại là những cái loại đại từ mà tụi em biết rồi nhưng tụi em không biết định nghĩa nó là cái gì. Ha? Thì ngày hôm nay tụi em sẽ được định nghĩa 9 loại đại từ. Thì những cái loại đại từ này nó dễ hiểu cho nên thầy sẽ đi rất nhanh ha. Rồi mình sẽ đi có đại từ nhân xưng nè. Đại từ sở hữu nè. Đại từ phản thân là reflexive ha. Đại từ phản thân là reflexive. Đại từ sở hữu là possessive. Demonstrative là đại từ chỉ định. Interrogative pronouns là đại từ nghi vấn. Relative pronouns là đại từ quan hệ. Distributive pronoun là đại từ phân phối hay là đại từ phân phối hay phân loại. Indefinite pronouns là đại từ không xác định hay là đại từ bất định, mình dịch là đại từ bất định. Và cuối cùng là reciprocal, nhấn ở chữ C, reciprocal pronouns là đại từ phân bổ. Oh, sorry, không phải đại từ phân bổ mà là đại từ cái gì ta? Tự nhiên quên tên nó là gọi là gì luôn. Một chút. Đại từ bổ. Đại từ tương hỗ. Ok. Đại từ tương hỗ. Mấy cái anh chủ nhà cứ nhắn tin hoài, em đang dạ anh ơi. Rồi, đại từ tương hỗ, bây giờ mình sẽ đi từng loại đại từ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi bốn cái đại từ của một lớp. Là đại từ nhân xưng, mọi người biết hết rồi ha. Ở đây chắc là không có ai mà học cấp 2, cấp 3 lại không học tiếng Anh đúng không? Thì I, you, he, she, we, you, they, cái này ok hết ha. Đại từ sở hữu thì mình sẽ có my, có yours, có his, có hers. Nhớ đặc biệt chữ yours có S, chữ her có S ha. Và chữ is có S. Nguyên cái đám này cũng có S luôn. Ours, yours, theirs. Nó khác với lại tính từ sở hữu nha mọi người. Nó khác với tính từ sở hữu thì mình sẽ không có S. Đại từ sở hữu là sao? Là đóng vai trò làm chủ ngữ, đóng vai trò làm túc từ ha. Còn cái tính từ sở hữu thì nó phải đi kèm với lại một danh danh từ. Vậy đại từ sở hữu này nó để thay thế cho cái vật được sở hữu thôi. Rồi tiếp tục. Đại từ phản thân là tự thân ha. Bản thân, tự tôi làm cái việc gì đó thì là myself. Bạn làm, tự bạn làm cái việc gì đó thì là yourself. Tương tự là himself, herself, itself. Chúng ta chú ý ở hình thức số nhiều. Thì cái chữ self thêm chữ S này là chúng ta sẽ biến thành chữ V. Được không? Và chúng ta thêm ES đằng cuối. Rồi, cái object pronoun này là mình nhấn mạnh thêm thôi ha. Là đại từ làm tân ngữ nữa, có thêm cái đại từ làm tân ngữ nữa, tức là ví dụ như I asked him to go to supermarket. Tôi yêu cầu anh ta đi siêu thị to buy something for me, để mua cái gì đó cho tôi. Thì các bạn thấy là him ở đây nó đóng vai trò là tân ngữ, nó là một đại từ đóng vai trò là tân ngữ, chứ mình không thể là I asked he to go to supermarket là không được ha. I ask he. He ở đây đóng vai trò là chủ ngữ. Đại từ my đóng vai trò là chủ ngữ. Được không? My possessive pronoun đóng vai trò là chủ ngữ. Và reflexive thì đóng vai trò là tân ngữ là chính. Rồi. Ở đây không có vấn đề gì ha. Mình qua tại mấy cái này các bạn biết rồi. Mình còn một số cái ví dụ nha. Ủa mọi người còn đó không? La la không có nghe tiếng mọi người, mấy mọi người còn đó không? Dạ con thầy. Bạn Trí còn đây, ok. Vân, Vân hiểu bài không Vân ơi? Dạ hiểu. Ok, không hiểu thì phải mở micro lên, nói liền nha, nói liền chỗ nào không hiểu thì giảng lại. Dạ. Ok, mình có một số cái ví dụ mình đọc sơ thôi, mấy cái này các bạn thấy nó đơn giản lắm á. Tommy, my friend.
So my best friend, he's very helpful. Thì cái best friend này nè, chữ he này đang thay thế cho best friend. Thì mình lấy đại từ nhân xưng là he để thay thế cho best friend. Tương tự, mình có dolphins. Thì những cái tập phim này hoặc là những cái bộ phim này thì mình dùng số nhiều là đây để thay thế cho nó ha. Đơn giản vậy thôi, nó đâu phải là chủ ngữ hay không. He said he couldn't live without me. Ok ha. He said he couldn't live without me. Anh này nói với cô nào đó, anh này không thể sống thiếu cô ta. Không thể sống thiếu tôi. Ví dụ vậy. Cái chữ me lúc này là bổ ngữ. Sorry là tân ngữ. Nhưng mà là tân ngữ cho giới từ các bạn. Bạn thấy chữ without không? Là giới từ. Vậy chữ me này mình gọi nó là túp từ của giới từ nha. Me này là đại từ. Đại từ đó mới trở lại tân ngữ. You are reading my books. Where's yours? Cái chữ yours này hồi nãy mình học là đại từ sở hữu. Thì mình phải có chữ của nha. Sở hữu là có chữ của và thay thế cho vật trước nó. Vậy my book là quyển sách của tôi. Vậy thì yours book, hay gì mình sẽ nói là where is your book. Thì mình chỉ nói tắt là yours, là người ta tự hiểu là quyển sách của bạn ha. Quyển sách của bạn nó sẽ thay thế cho cái danh từ đứng trước nó. Quyển sách của bạn ở đâu? Ours is the third house on the left. Ở đây mình thấy chữ ours đứng đầu câu làm chủ ngữ. Thì our cho dù thấy có chữ s mà chúng ta vẫn chia y nha các bạn. Tại vì nó đang thay thế cho chữ house. Mà house ở đây chỉ có một cái thôi. Bạn thấy không? House ở đây chỉ có một cái thôi nha. Ours is the third one, the third house on the left. Rồi. I borrow some magazine of hers. Tương tự yours, tương tự ours, thì chữ hers này là của cô ta. Vậy ở đây có cái sự gọi là sở hữu kép nha các bạn. Ở đây các bạn có sở hữu kép. Tại sao? Tại vì có chữ of nữa nè. Tôi mượn một vài cái cuốn tạp chí của tạp chí của cô ấy, tức là của cô ấy ha. Mình gọi là của cô ấy luôn cho dễ ha. Tôi mượn một vài cuốn tạp chí trong cái đám tạp chí của cô ta. Thì đây là sở hữu kép. Rồi. Jane is looking at herself in the mirror. Nhìn vào ai đó, nhìn vào chính bản thân mình, nhìn vào cô ấy, nhìn vào bản thân cô ấy. Thì mình dùng đại từ phản thân, được không? Mình dùng đại từ phản thân nha. I proud of myself. Có bạn nào proud of myself ở đây không? Có chứ, trường hợp mình lâu lâu mình cũng phải proud of myself đúng không? Các bạn nào chia sẻ thử coi là bạn vì sao proud of yourself? Hả? Bạn có lúc nào thì cái khoảnh khắc nào thì bạn tự cảm thấy là bạn cảm thấy bạn proud of? À, tự nhiên giờ không biết tiếng Việt con chắc. Ủa, proud of là cái gì? Proud of là tự hào thôi. Tự hào, tự hào. Tự nhiên mình cứ proud of, không nhớ proud of là cái gì. Ok, proud of là tự hào. Có cái khoảnh khắc nào bạn tự hào về chính bản thân mình không? Mọi người share chút đi cho mọi người đỡ buồn ngủ nha. Chứ nghe mình nói hồi nữa bạn ngồi, mọi người quýt chưa? Share. Ủa, mọi người không dám tự hào về bản thân luôn hả ta? Gì mà sống khiêm tốn vậy? Khiêm tốn quá, người ta là tự ti. Cho bắt buộc mình phải sống làm sao mình phải tự hào, mình không tự ti được. Không phải là tự ti, nhưng mà nhiều khi tự hào mà mình không nói ra thôi. À, vậy là khiêm tốn á hả? Mình khiêm tốn chứ mình không có tự ti. Ok, tiêu cực là tự ti, được không? Nhưng mà giờ khiêm tốn quá thì nói một cái thôi, đừng nói nhiều, nói một cái thôi. Cái nào mình thích nhất mình không? Nói đi để cho cái cuộc nói chuyện, cái lớp nó đỡ buồn ngủ. Thôi bạn Vân đi, bạn Vân người mới nè. Giờ mình ma cũ quýnh ma mới đi. Sao mình ác dữ vậy ta? Vân ơi, Vân mở mic đi. Vân có thể kể là một cái sự kiện nào đó trong đời mà em tự hào về bản thân em không? Không có cần gì to tát đâu nha, cái gì mà bình dị cũng được. Em sống sót qua mùa dịch. Em sống sót qua mùa dịch. Không, cái đó là tâm linh lắm em. Như bạn Thủy Tiên á, Thủy Nguyễn á. Tâm linh lắm.
tổ độn. Trời ơi, Mình nói sống. đó là đang nói đến chuyện học tiếng Anh của em thôi, tự nhiên lôi qua chuyện dịch vậy. Vậy chứ 66 qua mùa dịch thì mình phải thấy mình may mắn hơn là tự hào em. Mình may mắn hơn rất nhiều người. Có thể là mình có phước hơn rất là nhiều người, tại mình được sống, được tồn tại. Còn ta chết, mà ta chết không có người thân luôn, ghê thiệt. Cindy ơi, Cindy có cái moment nào mà em cảm thấy em proud of yourself? Anh nói tiếng Việt, nói tiếng Việt, nói tiếng Anh, nói tiếng Anh. Nhìn cái chăm chăm. Em nhớ cái thầy thầy bất ngờ câu chuyện gần đây thôi thầy, là chị leader của em phải nghỉ thai sản cũng mấy tháng rồi. Một mình em có thể gánh được team, vượt qua được gọi là một mùa chạy deadline rất là ok trước khi nghỉ dịch thầy. Và Wow. được nói chung là được sếp cũng động viên, mặc dù là em gây ra rất là nhiều sai lầm và rắc rối cho sếp, nhưng mà sếp coi là sếp ghi nhận cái sự cố gắng của em và sự chăm chỉ của em, nên là sếp thay vì sếp la mắng thì sếp lại động viên, rồi sếp hướng dẫn cho mình để mình cải thiện hơn. Và kiểu như cái thời gian mà không có sếp, không có leader kế bên đó, thì em phải làm việc trực tiếp với sếp đó, nên là em cảm thấy bản thân mình kiểu như là có thể tự giải quyết mọi thứ mà không cần phải qua trung gian leader như hồi xưa vậy đó thầy. Nhưng mà leader em nghĩ rồi có vô làm lại không? Có, nhưng mà sếp em đẻ tới tháng 12 mới vô, mà kiểu này chắc em cũng nghỉ đẻ theo sếp luôn rồi thầy ơi. Dịch cứ như vậy. Nói chuyện dễ thương ghê mà nói chuyện cưng thiệt. Thật ra là cái đó là cái gọi là cái thử thách, nhưng mà là em có một cái ông sếp thì thật ra là ổng rất là tinh tế, ông tinh tế cái chỗ là ổng giao việc cho em mà ổng biết hướng dẫn, ổng biết động viên, tại vì dù sao em cũng là lính mới trong cái công việc đó, thì dựa vào đó thì em có cái cơ hội để học được nhiều thứ hơn. Ok, mình có thể tự hào về bản thân mình, nhưng mà nên nhớ là cái tự hào này á mình nên để trong lòng mình thôi ha. Mai mốt mình đi làm thì mình vẫn dưới trướng của cái Đúng chị rồi, sếp đó, em cũng nghĩ như vậy. đúng là mình vẫn dưới trướng của chị sếp đó, và mình vẫn hồi phục lại cái vị trí ban đầu của mình. Và mình không có nghĩa là mình cứ dậm chân tại chỗ nha em. Mình thấy được mình có khả năng, cho nên ở cái vị trí mà mình đã mình quay về mình làm á thì mình phải làm nó tốt hơn, để chi, để sau này các sếp sẽ có cân nhắc ha, chứ không phải là mình đang muốn giành chỗ với người ta. Nhưng mà mình phải 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 tế nhị trong cái việc đó ha. Ok các Em bạn, cũng nghĩ giống thầy vậy đó. Sam còn muốn chia sẻ gì? Ở đây rồi thôi mọi người không chia sẻ nữa thì mình tiếp em. Học tiếp đi thầy. His letters are all about himself. Ok, his letter are all about himself. À, himself này là bản thân anh ta, à, những cái lá thư chỉ viết về anh ta thôi. Những lá thư của anh ta thì anh ta chỉ viết về anh ta thôi. Đọc tên này mắc cười, giống anh này bị tự kỷ. I love you for yourself, not for your money. Ồ, cái này để dành nha mấy em gái, mấy cô con gái để dành mốt mà có cua chai Tây hay chai Mỹ gì đó. I love you for yourself, not for your money. Mặc dù là nó ngược lại. Không, em mà nói con này thì người ta sẽ nói là chắc nó yêu ngoại hình của mình đẹp trai mà nở lỗ mũi chút xíu. Ai nói thì mình nghe vui thì thôi ha. I saw him do it myself. À, em ơi, hôm bữa giờ mình hồi xưa giờ mình hay đặt là I saw him do it himself, đúng không? Tôi thấy anh ấy làm việc đó, tự làm việc đó được nha các bạn, được. Nếu mà anh em không dùng myself, dùng himself vẫn được, ý người ta hiểu là anh ấy tự làm việc đó. Còn nếu em để myself ở đây thì có nghĩa là tự thân tôi thấy anh ta, chứ không phải là người khác thấy, được không? Vậy ở đây mình để chữ myself đứng cuối, hoặc
hoặc là Mai sẽ đứng giữa những cái câu là she, herself, answer the phone. Thì để mục đích gì biết không? Mục đích nhấn mạnh thôi. Mục đích nhấn mạnh cho động từ á. Mình để cuối câu cũng được mà mình để giữa này cũng được. Là để nhấn mạnh cho cái động từ đằng sau. Là nhìn, ví dụ như thấy thì là ai thấy? Là bản thân tôi thấy. Còn trả lời là ai trả lời? Là cô ấy trả lời. Ha? Bản thân cô ấy trả lời. Rồi, cái cuối cùng là làm bởi ai? Mr. Jackson moved on the chairs by himself. À, mình có cái cụm by, đứng sau giớ từ by là những cái đại từ sở hữu. À, đại từ phản thân, nói bậy. Đại từ phản thân. Ok. Rồi. Mấy bốn cái cột đại từ đó mình cho qua ha. Không có khó khăn, mấy cái này các bạn học rồi. Thậm chí cái này các bạn cũng học rồi, học từ năm lớp 3. This, that, these, those. Nhưng năm lớp 3 các bạn lại học là đúng rồi, năm lớp 3 các bạn học cái này là đại từ phản thân luôn chứ không phải là tính từ nữa. Nó đại từ chỉ định chứ không phải là tính từ chỉ định. Lát nữa các bạn sẽ thấy có cái chỗ tính từ nằm đây nè, để thầy mở lên hết cho bạn coi. Rồi, đại từ là sao cũng đứng vai trò làm chủ ngữ hoặc đứng vai trò làm túc từ, nó chỉ có hai vị trí đứng thôi nha. Hoặc là làm túc từ cho giới từ ha. Thì this dùng cho số ít, that dùng cho số ít, đi đâu dùng cho số nhiều. Còn this với đi là chỉ sự việc ở gần, còn that với đâu chỉ sự việc ở xa. This cost more than that. Vậy thì cái này mắc tiền hơn cái kia ha. Cost ở đây là mắc tiền, có giá trị bao nhiêu đó. Thì cái này có giá trị hơn cái kia hoặc mắc tiền hơn cái kia thì mình dùng this và that. Thì tức là trước đó thì người nói phải nói ra cái đồ vật mà họ đang muốn nói tới, thì lúc này mình mới dùng this và that được. Ví dụ em đi mua vàng đi, có bạn nào đi nước ngoài mua vàng chưa? Ở trong nước đi mua vàng còn chưa đi nữa. Trời ơi. Lần thầy đi Trong nước mua mua Singapore, vàng là có mua gì mua. có lần thầy đi Singapore thấy vàng nhiều mấy em. Thầy đi khu Ấn thầy thấy rất là nhiều vàng, mà vàng tao nói hả, Ấn Độ mà đánh mai vàng mà mặc nguyên người đó em. Ừ, mà mặc nguyên người luôn á, nó có một cái bộ vàng nó giống như cái tụi gì mà ở Emirates, Dubai à? ở Dubai, đúng rồi, ở Dubai nó làm vàng gì mà vàng bằng nguyên người vô luôn vậy nè. Ô má ơi, thì không nói em cả tỷ á, mà vàng nó không biết về Việt Nam xài được không thì không có biết. Mình vô mình coi vậy thôi chứ mình biết mua vàng bên đó nó tính làm sao đâu, thiệt không có biết. Vô hỏi hỏi vậy thôi, nó nói vậy thôi chứ mình đâu có biết đơn vị của nó tính như thế nào. Vô mình dòm ha. Mà mắc á, không rẻ đâu. Mà có khi mua vàng giả nữa cơ, đặc biệt là các bạn nào đi Campuchia thì sẽ mua bị mua trúng vàng giả. Nó y chang vàng thiệt nghe em ơi, nhìn mình chói mắt vậy thôi chứ thực chất nó đồ giả. These are my shoes. Câu tiếp theo nè, these are my shoes. À, những cái này là đôi giày của tôi, thì chữ these này thay thế cho shoes ha. Those này là those look like Mark and Susan. À, chữ do này thay thế cho Mark and Susan, à, những người đó. Được không? He hung his portrait beside that of his wife. Ok, vậy em thấy có cái chữ beside that of his wife. Why ở đây em có phẩy S, chính là thay vì mình sẽ nói là his wife's portrait thì em sẽ viết tắt vậy thôi, why phẩy S là được. Vậy thì that này nè thay thế cho cái portrait của cô ấy ha. Anh ta treo cái bức tranh của anh ấy đằng sau, sorry, beside, bên cạnh cái của vợ anh ta ha, bên cạnh cái của vợ anh ta. Hai người này chắc làm họa sĩ hết ha. The ideas of the company seem as good as those of your company. Thì cho hai biết chữ those này đang thay thế cho gì mọi người? Ideas. Đúng rồi, idea số nhiều cho nên xài those ha. Những cái đó của công ty chúng ta. They digging up the road. They do this every day. Họ đào đường. À, đây là một cái dạng nói mà mình sử dụng một cái cách xài khác của hiện tại tiếp diễn để diễn đạt một tình huống xảy ra trong hiện tại và làm cho người 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 nói cảm thấy khó chịu. À, cảm thấy khó chịu thì chúng ta có thể sử dụng hiện tại tiếp diễn. Được không? Hiện tại tiếp diễn nha. Lần đầu tiên em biết tới hiện tại tiếp diễn có thể sử dụng cho việc là khó chịu phải không? Đúng rồi. À,
Thật ra là hiện tại tiếp diễn cái phần đó là phần nâng cao được sử dụng cho cái việc cái hành động gì đó mà lặp đi lặp lại nhiều lần mà cảm thấy khó chịu thì dùng hiện tại tiếp diễn. Tương tự vậy thì việc xảy ra trong quá khứ mà cũng làm cho mình khó chịu lặp đi lặp lại nhiều lần vậy mình sử dụng quá khứ tiếp tiếp diễn được không, quá khứ tiếp diễn đó, đơn giản vậy thôi. Mình học thì mình phải biết cách linh động ha. Rồi cho thầy biết là chữ this này đang thay thế chữ gì nè. Digging up Digging up the road. Thật chất là nó thay thế cho nguyên cái cụm They are digging up the road. Cái việc mà họ cứ đào đường, đào tớ, đào lui như vậy, nó thay thế cho nguyên cái cụm đằng trên luôn. She doesn't like these weathers. She prefer those over there. À, bây giờ tụi em lại thấy chữ these. Nhưng mà cho hỏi chữ these xuống này đóng vai trò là gì trong câu? Nó còn đóng vai trò là đại từ chỉ định hay không? Hay nó đóng một cái vai trò khác? Hỏi những bạn nào hôm bữa có đi học ở trong đây thì có bạn Tuấn Nguyễn với lại bạn Cindy Phạm, bạn Thủy Nguyễn, Trâm Bùi là bốn bạn hôm bữa có đi học, có đi học bài tính từ, Trí cũng có đi học bài tính Mình sẽ từ ngủ qua thầy. hả? À, không phải, phải. Cái gì này? À, tìm như có mất kêu ta. Diễm Trinh cũng có đi học bài tính từ nha, chỉ có riêng bạn bạn Thảo à, bạn Vân là không có học thôi. Mà đừng để thầy hỏi bạn Vân biết mà mấy bạn đi học không biết nha, buồn nha. Sao suy nghĩ như đâu vậy? Mà bạn khác, mà bạn nào? Diễm Trinh, Diễm Trinh, Diễm Trinh ơi. Nghe thầy. Nó từ loại gì trong câu vậy Diễm Trinh? Chữ đi. 5, 4, 3, 2, 1, over. Rồi ok, pass bạn Diễm Trinh. Trả lời không kịp. Chí, 5. Chí ơi. Chí thì đâu mà, à Chí kìa. Chí, chữ đi. Quên. Chữ đi mang từ loại gì trong câu này? 5, 4. Khi mà nói về từ loại thì các bạn cứ nhầm nhầm nhắm vô cái 8 cái từ loại trong tiếng Anh thì mình nói thôi. 5, 4, 3, 2, Phần 1. từ chỉ định. Hả? Đại từ chỉ định hả? Ok, đại từ chỉ định để nó nằm chơi từ từ tính. Bạn Vân. Bạn Vân. Em nghĩ nó là từ loại gì? Nghe nói phân giỏi ngữ pháp. Trạng từ là thay. Hai em nghĩ nó là trạng từ. Ok, trạng từ, làm ơn còn lại bài trạng từ của thầy nha. Vậy ra là một cái thôi thầy. Tính từ chỉ định. Ok, là tính từ chỉ định, chính xác. Nó là tính từ chỉ định nha mọi người, tại nó đứng trước danh từ sweater. Được không? Nó đứng trước danh từ sweaters thì nó phải là tính tính từ chứ không thể nào là trạng từ. Trong câu này không có trạng từ. She prefer those thì those này chính là sweater nha. Còn cái cách nói khác là bạn các em có thể thêm chữ once số nhiều. À, chữ once số nhiều để thay thế cho sweater thì lúc này chữ those này cũng biến thành tính từ chỉ định chứ không phải là đại từ chỉ định. Còn bỏ cái chữ one đi thì chữ do lúc này mang nghĩa là đại từ chỉ định. Ha, đại từ là phải thay thế cho danh từ trước nó. Còn tính từ chỉ định là bổ nghĩa cho danh từ sau nó. Nha, hai cái này phải phải rõ ràng nha. Rồi, đặc biệt cái chữ do nè. Cái chữ do này có thể dịch là người nào đó, nhiều người nói hả? Those who couldn't walk were carried on the stretch. Thì lúc này chữ those này mang nghĩa bằng với lại the people who. À, đây là viết tắt của the people who. Những người mà không thể đi. Hả? Được không? People who, ok. Ở đây cũng thay thế cho người luôn. The people who luôn, the people who injured in the accident were taken to hospital. À, em thấy those này nè. Nó là chủ ngữ của thằng were taken. Nha. Nó là chủ ngữ của thằng were taken. Còn chữ do ở trên nó cũng là chủ ngữ của carry on.
có cái mệnh đề quan hệ nằm bên trong này nè, thì nó sẽ được một là viết viết ra mệnh đề quan hệ dạng 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 không rút gọn ha, mệnh đề quan hệ dạng không rút gọn tức là có gì viết nấy, còn mệnh đề quan hệ dạng rút gọn các em thấy chữ ensure nó đang rút gọn ở cột 3 ha, với 3 ID. Đây là một dạng rút gọn, thì mệnh đề quan hệ có 3 dạng rút gọn. À, mình sẽ nói rõ hơn vào trong cái buổi mà học về mệnh đề quan hệ. Sau cái bài này thì các bạn không còn học về từ loại nữa, thì các bạn sẽ học những cái tiểu mục nhỏ trong ngữ pháp, ví dụ như mệnh đề điều kiện, mệnh đề quan hệ, câu điều kiện, mệnh đề quan hệ, những cái to infinity, gerund, participle, ha, rồi có những cái khác nữa, ha, còn nhiều cái nữa. Mình cứ chia nhỏ nó ra rồi các bạn học gì cho nó dễ. À, cái này ok ha, mình qua ha. Rồi đại từ quan hệ, mình vừa mới nói tới đại từ quan hệ xong. Đại từ quan hệ này mình chỉ giới thiệu thôi. Bữa sau các bạn sẽ học rõ hơn who như thế nào, whom như thế nào, with như thế nào. Và những trường hợp gọn như thế nào. Và trường hợp đưa cái giới từ lên đằng trước cái đại từ quan hệ nữa ha. Ở đây mình có rất là nhiều câu. Các bạn thấy the people who hoặc that, tức là bạn có thể được sử dụng là who hoặc that để thay thế cho the people. Ha. Thì nhớ giùm thầy, nếu mà có who thì sẽ không có that, mà có that thì sẽ không có who. Và đặc biệt nếu câu có dấu phẩy, tức là mệnh đề quan hệ xác định, không xác định chứ, không xác định, thì chúng ta sẽ có dấu phẩy trước chữ who, nhưng mà sẽ không có dấu phẩy trước chữ that nha. Không có dấu phẩy trước chữ that. The people who are waiting outside are the patient relative, hàng xóm của người, không phải hàng xóm mà là người thân của người bệnh. Vậy mình thấy chữ the people này là chủ ngữ cho are waiting, cũng là chủ ngữ cho are the patient, ha, to be của are. Nhiều bạn đi thi bị rớt ở cái chỗ là câu này người ta bỏ đi cái động từ to be are đằng sau và người ta để khoảng trống, người ta kêu mình điền từ thì mình lại điền vô là is nhá. Vậy bạn điền vô là is là sai. These are principles which hoặc là that we all believe in, là những cái chuẩn mực ha, những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đều tin vào ha, có thể là tiêu chuẩn đạo đức chẳng hạn, những cái tiêu chuẩn mà chúng ta đều tin vào. Thì tiêu chuẩn này thay thế cho vật thì chúng ta dùng which. Rồi chữ who có son, thì chữ who này là của ai thì phải đi kèm một danh từ ha. I know Mr. Proud whose son is his daughter's classmate. Con trai của anh ta là bạn cùng lớp của con gái tôi. Đây là sở hữu kép luôn, vừa có sở hữu cách vừa có tính từ sở hữu. Whose son ha, nhớ whose son. We will never forget the day when I first met you. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà bạn tôi gặp bạn ha, ngày đầu tiên tôi gặp bạn. Thực chất cái câu này là một anh nào đó nói chuyện cô nào đó ha. Nghe nó có vẻ thấm thiết hơn. Anh sẽ không bao giờ quên cái ngày đầu tiên anh gặp em hả, dùng vậy sét đánh ngang tai. The day là nói về thời gian thì dùng when để thay thế, còn nói về nơi chốn là một cái địa điểm nào đó, một cái shop chẳng hạn, thì chúng ta dùng where để thay thế cho nó. Rồi the reason là lý do thì chúng ta dùng why ha, the reason why luôn luôn phải nhớ là the reason why để khi chúng ta viết chúng ta không bị sai. Rồi đây là đại từ quan hệ. Chữ that sẽ không được thay thế cho those, cũng không thay thế cho when, where, why, how, sẽ không được thay thế cho mấy thằng đó, chỉ thay thế cho who, whom, what thôi. Rồi đại từ phân bổ, mình có đại từ phân bổ, thực chất nó là nói về cái lượng từ thôi. Almost each both either neither, nhưng mà nó đóng vai trò là đại từ chứ không phải là đóng vai trò là tính từ nữa. Ví dụ I'll do all I can, do all I can, do sau động từ là một tân ngữ, thì đại từ lúc này đóng vai trò là tân ngữ trong câu là all. Tôi làm hết khả năng có thể ha, làm hết những điều có thể. All of my friends
like reading. Chúng ta có of cũng được, không có of không sao, không sai nha các bạn. Mình nói là all my friends like reading hoặc là all of my friends like reading đều được. Mà all of my friends ở hình thức số nhiều thì cho nên chữ like này phải chia ở hình thức số nhiều. Nằm từ like khi chia hiện tại phải chia hình thức số nhiều. Most of us enjoy shopping. À có nhiều bạn most of us enjoy thêm s vô là sai ha. Đó là hình thức ở ba số ít là sai nha. Đây là us này, số nhiều. I asked two children and each told a different story. Ok. Đây là cái việc là phỏng vấn nghi phạm. Hai đứa nít quýnh lộn nhau đó. Rồi cái bắt đầu là mỗi đứa được kể một câu chuyện khác nhau ha. Mỗi đứa, chữ each ở đây là thay thế cho each children. À sorry, each child. Sao each là cộng một danh từ số ít nha các bạn. À, thầy có nhấn mạnh chữ child thì viết in nghiêng nè. Ờ, children thì hai đứa trẻ thì dùng số nhiều, còn each thì đi với lại danh từ số ít. Nhưng mà ở đây bị mất luôn cái danh từ child luôn, tại vì chữ each là đại từ để thay thế cho luôn cái danh từ đằng trước. Each of us see the world differently. Hay, tới đây các bạn thấy rõ ràng chữ each of us, cho dù là mỗi người trong chúng tôi. Nhiều bạn, nhiều các bạn dịch là không có đúng, là mọi người là sai ha. Mỗi người trong chúng tôi thì mỗi một người thì phải là si số ít. Si ở hình thức là ba số ít nha, chứ không thể để số nhiều được. Both thì lại là số nhiều, tại vì cả hai thì là số nhiều, thì để hình thức are boys. Ok ha. Wow, còn mấy cái ví dụ nữa đây. Olive oil and sesame oil are both fine ha. Cả hai loại dầu này đều ok. So you could use either ha, either này, hoặc cái loại này hoặc cái loại kia nha các bạn. Hoặc dầu olive hoặc dầu sesame. Does either of you speak French? À, chữ either này là nói về you, là bạn à, một trong hai bạn nói tiếng Anh, hoặc là bạn này hoặc là bạn kia nói hoặc là bạn này bạn kia nói tiếng Pháp, được không? Có nói được tiếng Pháp không? These were two weaknesses, but neither could make a statement. À, đây là nói về nhân chứng. Witnesses là nhân chứng nha. Nhân chứng, có hai nhân chứng nhưng mà không có ai có thể làm chứng được, không có ai có thể nói ra được cái lời chứng, lời làm chứng được. Ví dụ nói xạo chẳng hạn, không thể lấy lời đó làm chứng được. Hai nhân chứng này có như không? Neither ha, không ai cả. Hoặc là neither books were published in this country. À, không có quyển sách nào. Không có quyển sách nào. Không phải quyển sách này cũng không phải quyển sách kia ha, vậy không có quyển sách nào được publish ở trong cái quốc gia này. Tức là ở đây nè, quyển sách này nè bắt buộc phải có hai quyển nha các bạn. Hai quyển, người ta đang nói về hai quyển, ví dụ như ở Việt Nam đi, có hai quyển của ông giáo sư A, ông giáo sư B, bây giờ đang bên Mỹ, hỏi ê mày biết quyển này ở đâu không? Tao không biết gì hết trơn. Hai quyển này không có quyển nào được publish ở cái quốc gia này cả. Ha. Vậy dùng neither. Rồi mình qua luôn đại từ bất định. À, những cái đại từ bất định thì mình nhớ nha, đại từ bất định thì thường sau nó sẽ là động từ ở ngôi số ít. Nhưng có trường hợp ngoại lệ nha các bạn. Rồi các bạn thấy some were at the meeting yesterday. Cái chữ some này nè, nó đóng vai trò là đại từ bất định, được không? Nhưng mà nó đang thay thế cho nhiều. Nó đang thay thế cho some people, nhiều người, thì phải chia ở hình thức số nhiều ha. Cứ some là hình thức số nhiều, phải chia are. I like some meal. À bây giờ some meal đó các bạn, nó hình thức số nhiều hình thức số ít? Hỏi chút cho mọi người tỉnh này. Some meal đâu có điếm được đâu thầy. Meal đâu có điếm được. Ok good. Lừa chút mà không lừa được, không lừa được thôi. Meal không điếm được, cái dùng dùng sum với lại any gì cũng được hết trơn á. Hồi bữa mình có học bài đầu tiên về danh từ á, có thể xài sum và xài any sau danh từ điếm được hoặc danh từ không điếm được. Thì đây là danh từ meal không điếm được. Nhưng mà meal không điếm được cho nên luôn luôn mình sẽ chia ở hình thức số ít. Em thấy chữ is there any left không? Is there any left? Thì tại vì meal số không điếm được cho nên phải xài is. Còn mà cái gì đếm được thì mình sẽ xài are there. Ha, hiểu ha? Left này là còn nữa không á? Còn cái gì nữa không? Còn sữa nữa không?
I wanted some cake, but there was none left. Bây giờ mình có cái chữ none là chẳng còn cái gì cả. Tôi thích ăn bánh nhưng mà không còn cái nào nữa hết ha. There were none left. None of the tourists want, phải là want to climb the mountain. Không có cái người khách nào muốn leo núi cả. Thì thường là khi mà người ta nói cái tình huống này nè, mọi người có hai cách dùng động từ nha. Bạn dùng động từ số ít thì người ta hiểu nghĩa là chỉ có một người thôi, hoặc là người ta hiểu là nguyên cái đám người đó thành một unit. Có nghĩa là sao? Là ví dụ như cái đoàn em dẫn là có 10 người đó. Nhưng mà cả cái đoàn đó là một đoàn, được không? Thì cái đoàn này nó, mình sẽ nói là không ai trong cái đoàn này họ muốn leo núi cả. Vậy lúc này mình nhìn cái đoàn này là một đối tượng thì mình phải chia số ít. Còn nếu mà mình nhìn 10 người thì mình phải chia số nhiều. Đúng các bạn? Khó không? Nó giống như là chúng ta nói cái đội đội bóng á. Chúng ta nói đội bóng, một cái team. Một cái team, em nói là the a team. My team, ví dụ em nói my team were playing on the in the yard. Ha, hoặc là my team is playing in the yard. Cả hai câu đều đúng. Cả hai câu đều đúng nhưng mà cái mặt nghĩa nó bị khác nhau. Là em hiểu là cái đội của tôi thì tôi muốn tôi dùng hình thức are thì nó là cái đội đó có nhiều người ha, mình hiểu là nhiều người đang chơi trong sân. Còn nếu mà mình chỉ nói là is thì là cái nguyên cái đội đó thành một đội đang chơi trong sân. Tức là nó sẽ phân biệt cái đội này với cái đội khác. Ok không? Có khó hiểu lắm không? Không thấy trả lời. Chắc hiểu rồi. Hiểu. Không hiểu nói nha, không hiểu la lên. Trời ơi, im là bắt đầu là lỡ mà không biết gì là không biết luôn á. Has anybody seen my bag? Ok, em thấy anybody thì chúng ta là một đại từ bất định. Đó. Thì chúng ta dùng với hình thức số ít nè. No one thì chắc chắn là hình thức số ít rồi, nhưng mà tại đây chỉ quá khứ, chả có quan trọng là ít hay nhiều. Something went wrong. Ok, something went wrong. Ha. Nó có thể đứng đầu câu làm đại từ nữa không? Đứng đầu câu làm chủ ngữ. Chủ ngữ sau đó went wrong. Ok. Nhưng mà cái didn't it này nè thì làm cho chúng ta biết something này nè là hình thức số ít. Ha. Something này là hình thức số ít. Còn did they no one saw them go out. Thì no one mà người ta xài did they thì có nghĩa là cái chữ no one này mình phải hiểu hình thức số nhiều nha các bạn. Số nhiều, chẳng ai, chẳng có người nào ha, tức là chẳng có bất kỳ người nào, nhiều người á. Rồi qua đây ra mình đi hơi bị chậm nha. Rồi mình cái cuối cùng là đại từ tương hỗ. Đại từ tương hỗ chỉ cái mối quan hệ giữa người hoặc vật với nhau ha. Mình dùng chữ between and among ha. Between thì đi với hai, còn among thì đi với nhiều, hai ba trở lên. Mình sử dụng cái từ each other và one another ha. Vậy thì cái câu này mình coi là Sue and Anne don't like each other, hoặc là don't like one another. Hai cách này cách nào cũng đúng. Không thích nhau ha. Không thích nhau. They wrote down each other's one another phone number. Thực chất cái phone number này là ở cái không phải S này là sở hữu cách nha. Sở hữu cách thì mình dịch cái danh từ đằng sau trước, dịch cái chủ sở hữu sau. Thì mình sẽ nói là số điện thoại của nhau. Ha, số điện thoại của nhau thì có của nhau thì mình sẽ dùng hai cách dùng là order phải S hoặc là one another phải S. Each order phải S và one another phải S nha. Cái này Bo bị thiếu chữ S rồi. Đây, có một cái câu đỏ lè luôn. Chúng ta sẽ không sử dụng reciprocal pronouns with meet, marry and similar. Hay là similar. Chúng ta sẽ không sử dụng đại từ tương hỗ
với các động từ meet, marry và similar là sao? Là ví dụ, they married in 2009. Ha, they married in 2009. Thì chúng ta sẽ không dùng ở cái câu là they married each other in 2009. Tương tự, chúng ta sẽ không dùng cái câu their interests are very similar. Thì mình sẽ không nói là very similar each other, với nhau, giống với nhau, rất giống với nhau, sẽ không nói như vậy. Quay lại, chưa kịp hỏi. Đố mọi người tại sao chúng ta không nói như vậy? Chúng ta không thêm each other vô. Giải thích đi. Ví dụ gặp thì ít nhất thầy cũng phải gặp một người. Cưới nhau thì tất nhiên là phải hai người phải cùng cưới nhau rồi thầy. Ừ. Vậy thì có phải mình thêm chữ each other vô là nó hơi bị dư thừa? Dạ đúng rồi. Đúng rồi đó. Em hiểu vậy là hiểu đúng. Tại các động từ này thì nếu mà thêm each other vô là nó dư thừa, tại vì khi mà nói động từ này thì phải chắc chắn mới có hai người. Hai người ta đang so sánh similar là giống nhau thì phải cái gì nó giống với cái gì đó. Ít nhất là phải có hai người. Cho nên khỏi cần each other luôn. Ha, và kết hôn thì chắc chắn phải hai người kết hôn với nhau thì không cần giữ giới nhau nữa. Nhưng mà lỡ tiếng Việt mình dịch thì sao? Họ kết hôn với nhau năm 2009. Vậy lúc này tiếng Việt mình rất hay nha, tự nhiên thêm chữ với nhau. Họ kết hôn với nhau năm 2009. Đó. Sở thích của họ thì rất là giống nhau. Giống nhau, tương tự nhau. Cũng có thêm chữ nhau. Rồi, qua. Wow. Cái đó dễ ờm. Rồi, 1.2, chúng ta xong phần đại từ rồi ha. Đại từ có nhiều đó thứ thôi, có 9 loại đại từ. 1.2 là nói về giới từ. Giới từ thì sẽ có ngắn thôi. Tại vì giới từ là cái phần khó nhất. Nó cũng giống y chang phrasal verb là cụm động từ á. Nó rất là khó học. Phải nói thật là bản chất của nó là khó học. Và nó không có cái gì ra cái gì hết. Ví dụ một từ in, một từ at, một từ on mà có thể sử dụng rất là nhiều trường hợp. Đúng không? Thì thành ra là giới từ này thì chỉ giảng sơ thôi, còn cái phần chi tiết bên trong tụi em phải tra khảo thêm, để đọc sách thêm. Thì cái mô hình mà học online thì chúng ta sẽ có thêm cái động lực là cái nào mà thầy Kim nhấn mạnh là tụi em phải tham khảo thêm để có kiến thức thêm á, thì tụi em sẽ có thể tự nghiên cứu ha, tự nghiên cứu thêm. Cái nào dễ thì mới cho tự nghiên cứu, khó thì giảng thôi. Giới từ là những cái từ mà được sử dụng để liên kết các danh từ, các đại từ và các cụm từ trong câu. Được không? Hãy dịch ra cho các em nè. Rồi, giới từ thì thường chỉ ra cái mối quan hệ giữa các từ mà nó có liên hệ. Nó nói ra rằng cái từ đó có liên hệ với nhau hay không về mặt không gian, về mặt địa lý, về mặt thời gian. Hoặc là nó là một phần, có là một phần trong cái suy nghĩ hoặc là một cái quy trình nào đó hay không. Ở chỗ là nói về cái movement, cái sự vận động. Thì nó sẽ có không gian, thời gian, nơi chốn, sự vận động, vậy thôi. Cuối cùng, giới từ, cụm giới từ nữa. Mình có giới từ riêng và cụm giới từ luôn nha. Cụm giới từ có thể được sử dụng như là một danh từ, một trạng từ, hoặc một tính từ. Ha, nói chung, as a whole can also be used. Có nghĩa là cụm giới từ nói chung. Ha, mình học cái cụm này rất là hay, as a whole. Nói chung là vậy. Mình không gồm cái cụm từ general luôn. Generally, ha. The preposition phrase generally can also be used. Thì mình thay vì mình sử dụng generally thì mình sử dụng là as a whole. As a whole. Còn không nữa thì chúng ta có thể sử dụng chữ entirely. Entirely á. Nói thì trang tiếng Tàu vậy đó. Entirely. Cái chỗ chat đâu rồi? Đây, chữ này. Đây, chữ này đây. Hoặc là hoàn toàn ha? Hoàn toàn là toàn bộ. Toàn bộ thì mình nói là chung. Nó bằng với lại generally. Mọi người thấy được cái box, chat box không ha? Thấy được chat box đúng không? Dạ. Dạ rồi. Ok. Rồi, mình qua coi cái. Đây, đây là cách phân loại. Thầy lấy trên mạng cho nhanh. Tại vì nó, trên mạng nó giải thích nó dễ hiểu hơn là mình đọc
academic ở trong cái quyển ngữ pháp, nhưng mà nó cũng chuẩn em, nó chuẩn thì mới lấy, còn nó không chuẩn thì không có lấy vô đâu. Đây, phân loại giới từ thì họ sẽ phân loại ra làm bốn loại: một là giới từ đơn, hai là giới từ kép, ba là giới từ double ha, giới từ đôi, giới từ đơn, giới từ đôi, giới từ kép, và cái participle giới từ, có nghĩa là giới từ ở dạng phân từ ha. Giới từ ở dạng phân từ có nghĩa là nó có đuôi in hoặc là đuôi ing. Ở đây nó không xài đuôi ed nha các em, cẩn thận, ở đây không xài đuôi ed, dùng dù ed cũng được gọi là participle nha. Mình đi từng cái. Simple preposition là loại giới từ mà chỉ có một từ riêng lẻ, on, at, about, in, after gì đó, thì nó chỉ có một từ thôi ha. Rồi, double preposition là một cái loại mà được ghép từ hai từ. Em thấy chữ in và to đi với nhau không? Wedding và to, wedding và in đi với nhau, with và in đi với nhau là wedding. Up và on đi với nhau là open. Anh nói rất là hay là nó chia ra như vậy. Đó, vậy mình biết là nó có hai loại, loại kết nối từ hai từ. Còn compound là sao? Là loại kép. Loại phức thì có nghĩa là nó nhiều hơn hai từ. Nó nhiều hơn hai giới từ. Ví dụ mình có according to. Đây là hai từ, according to. Nó không còn là một từ mà được kết nối từ hai từ nữa, mà nó là hai từ riêng lẻ luôn. Because of, next to, due to, đây là những cái dạng compound preposition. Ở đây tụi em chỉ cần biết qua thôi, biết sơ qua nó thôi. Cái việc quan trọng nhất của giới từ là gì? Là tụi em phải biết được giới từ chỉ thời gian gồm những thằng nào và cách sử dụng ra sao. Giới từ chỉ khoảng cách thì gồm cái thằng nào, cách sử dụng ra sao. Và giới từ chỉ sự vận động cũng vậy luôn. Đó là ba cái loại giới từ chính mà tụi em phải học. Rồi cuối cùng là hình thức ở dạng verb in và verb in. Có nghĩa là in và đuôi ing em. Ví dụ considering what he had to work with, phải một cái, he did a pretty good job. Em thấy cái câu ví dụ này thì nguyên cái cụm considering what he had to work with, nó là cụm giới từ. Hay nó là cụm giới từ. He did a pretty good job. Cụm giới từ nha các em. Cân nhắc cái công việc mà anh ta đã làm. Hả? Cái cân nhắc cái điều mà anh ta đã làm, công việc mà anh ta đã làm, thì anh ta đã làm một việc rất là tốt ha. Anh ta làm việc rất là tốt. Vậy cái mệnh đề đó là mệnh đề giới từ em. Cái bắt đầu bằng in hoặc đó bắt đầu bằng ing thì được đứng đầu câu, thì nguyên cái cụm đó phải là cụm giới từ. Thầy thấy không khó cho anh thầy qua. Rồi, vậy thì cụm giới từ, à có một cái dạng cụm giới từ nè em. Đây, cụm giới từ là sự kết hợp giữa giới từ cộng một modifier, nó bỏ chữ optional là có thể có hoặc không, cộng thêm một tân ngữ. Tức là nó có bổ ngữ sau đó cộng tân ngữ. Sử dụng modifier sử dụng để, cái cụm giới từ này được sử dụng để bổ nghĩa cho danh từ, bổ nghĩa cho động từ, bổ nghĩa trong câu, hoặc là bổ nghĩa cho cả một mệnh đề, những cái mệnh đề hoàn chỉnh. Ví dụ như cụm at home, in time, with me, from my father, gì đó. These clothes left on the bed have been ironed and kept back. Kept back. Thì chúng ta thấy cái cụm từ left on the bed, left on the bed, thì đây là cụm giới từ. Mình gọi nó là cụm giới từ vì nó bắt đầu bằng một giới từ. À, giới từ chỉ vị trí left on the bed. Rồi. Ở bên dưới này là tụi em sẽ không cần đọc mấy cái này luôn, chỉ cần đọc là có 3 loại giới từ mà chúng ta cần phải học là place, time và moment. Vậy bây giờ hãy tổng kết lại 3 loại giới từ mà tụi em hay gặp. Thì cái cách sử dụng thì nó cũng đơn giản thôi, mình sẽ hỏi câu qua ví dụ ha. Rồi. Một đầu tiên là giới từ chỉ nơi chốn, thì chúng ta có at là tại chỗ, in là bên trong, on là trên bề mặt nha các bạn. In là ở bên trong luôn, còn on là trên bề mặt. Còn above là lưng lửng. Lưng lửng, below là bên dưới, lưng lửng. Over là bên kia. Under là bên dưới, near này nọ ha. Rồi về thời gian thì chúng ta có at và đúng thời điểm. On vào vào tháng, được không? In là vào mùa. Sorry.
Image, 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 image tầm image 7, chứ image, hả? image vào tháng, on vào ngày, during trong suốt cái giai đoạn gì đó, forcing, ok, forcing đi với lại, for thì đi với lại, là gì mọi người? For đi với lại gì? 5, Quá 4, khứ đơn. 3, 2, 1, 1, 0,5, hết giờ. À, mất thời gian này. À, for đi. For là khoảng thời gian. Ok, good. For cộng khoảng thời gian, sin cộng mốc thời gian, và hai cái này đi với thì hoàn thành. Hai cái này đi với thì hoàn thành. Mà hoàn thành gì thì phải coi cái mệnh đề nó nằm ở quá khứ, hiện tại hay tương lai. Thì lúc đó chúng ta sẽ xác định được hoàn thành hiện tại hay hoàn thành quá khứ hay hoàn thành tương lai. Được không? From to là từ cái khoảng thời gian nào đến khoảng thời gian nào. Ví dụ như văn phòng chúng ta mở cửa từ 8 giờ sáng cho tới 11 giờ 30 trưa. Được không? Thì là form 2. By là trước cái khoảng thời gian đó. Ví dụ như bạn phải nộp bài tập của cho tôi trước 12 giờ ngày thứ tư. Ví dụ vậy. Trước 24 giờ ngày thứ tư. 11 giờ, gì? 23 giờ 59 phút. Ví dụ mình sẽ dùng chữ by. Ha. Until là cho đến. Before after biết rồi ha. Nói về sự vận động thì chúng ta đi đến nơi nào đó thì chúng ta dùng với to. Còn đi từ nơi nào đến nơi nào đó thì chúng ta dùng from to. Băng qua đường, đi về, đi vào, đi ra, lên xuống gì đó ha. Nhìn nó dễ đúng không? Nhìn nó dễ nhưng thực chất nếu mà tụi em đọc kỹ vô những cái sử dụng của nó có nhiều cái chi tiết mà bắt buộc phải nhớ thôi. Cái này là học thuộc lòng. Nó y chang phrasal verb, các bạn phải học thuộc lòng bản ngữ. Người bản xứ họ cũng học thuộc lòng các bạn ơi. Họ cũng học thuộc lòng và tại sao họ nhớ? Tại họ sử dụng từ nhỏ tới lớn cho nên bắt buộc họ nhớ. Giống như những cái từ lấy luyến lấy á, mà mình hay gặp là xanh xanh tím tím hồng hồng thì những cái từ đó vì chúng ta sử dụng nhiều chim hót ríu rít những cái từ đó thực chất nếu mà bây giờ em học qua ngoại ngữ một cái ngôn ngữ khác người ta học lại tiếng Việt của mình đi thì họ từ ríu rít nữa không có bao giờ xài đâu mà bắt học đúng không, người đâu có ríu rít đâu chỉ có chim hót ríu rít thôi, cho nên học ba cái cụm từ lấy nó rất là mệt, nó giống y chang học mấy cái này luôn nè. Rồi mình có ví dụ nè, we were at a party last night when you called. Ở nơi nào đó là chỉ về place. Everest is the highest mountain in the world. Ok, câu này ai cũng biết ha, cho nên nó chỉ hiện tại đơn. Câu này đang còn đúng nha các bạn. Everest là cái ngọn núi cao nhất thế giới. Ha, in the world, mình không dùng on the world ha. In the world tại vì mình ở bên trong của nó chứ mình không ở bên ngoài ha. Bên ngoài là outspace rồi. Mà cái câu này đang đúng ở thời điểm này nha các bạn. Mai mốt mà có sự sụp lún xuống và núi khác lên thì Everest không còn là is nữa. Mà đã mình phải sử dụng là used to be. Hey, mà chắc lúc đó mình không có được sử dụng đâu. Mình không có được sử dụng đâu, còn sống là được sử dụng. À, nhắc tới đây các bạn có biết không là kể các bạn câu chuyện ngắn thôi. Các bạn có biết là trái đất của chúng ta nó không phải hình thành giống cái bề mặt ngay bây lúc hiện tại ở bây giờ mà nó đã trải qua rất là nhiều biến cố đúng không? Nó trải ra rất là nhiều biến động địa chất và rất là nhiều nền văn minh đã chôn vùi dưới đất hoặc chôn vùi dưới đại dương. À, cái này thì khoa học người ta chứng minh được. Đó. Và có những nền văn minh cực kỳ tiên tiến luôn mà đã được bị chôn vùi. Ví dụ như nền văn minh Atlantis chẳng hạn. Của người Atlantis cổ thì họ đã tìm thấy được cái di tích còn lại của cái thành trì Atlantis ở dưới đại dương. Ghê không? Và thời đó cái kỹ thuật của họ cũng rất là hiện đại nhưng mà biến đổi địa chất con người không thể nào đấu lại với bà mẹ thiên nhiên được, cho nên là đai thôi, là biến mất luôn đó, tuyệt chủng luôn, tuyệt chủng cái hệ người đó luôn, hệ người Atlantis luôn. We are flying above all over the cloud. Hà, chúng ta có thể nói above hoặc là over đều được. À, chúng ta đang bay trên 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 mây, trên các tầng mây. Thì ở đây nè, mình không cần thêm chữ tầng nha các bạn. Tiếng Việt mình giờ là có tầng mây nhưng mình không thêm chữ tầng, over the cloud rồi. Trường hợp mà đi máy bay
She was sitting among a crowd of children. Among a crowd. A crowd là từ 2 trở lên, từ 3 trở lên, cho nên bây giờ mình dùng chữ among. Còn thêm ví dụ nữa. Ok, mấy ví dụ này là nói về cái cách sử dụng thôi. Ví dụ như có ngày, có tháng thì mình dùng on, có năm thì mình dùng in, có mùa lễ hội gì đó mình dùng at. Hoặc là cái câu này rất là update cho tình hình bây giờ, tất cả các shop phải đóng cửa trong suốt thời kỳ dịch bệnh. Trong suốt thời kỳ dịch bệnh. Câu này rất là update, này mới update xong. The stone rolled down the hill. Ok. Cái tảng đá nó lăn xuống đồi ha. The earth moved around the sun. Là con này cũng đang đúng với thời điểm hiện tại nha các bạn. Có nhiều cái chúng ta phải tự hiểu là nó sẽ đúng với một thời điểm nào đó, hoặc là trong cái suốt cái thời điểm nào đó. He ran up the stair hurriedly. Thì ran đi với up, đây là cụm phrasal verb ha. Nó vô tình nó tạo thành một cái cụm phrasal verb. Move around cũng vậy luôn. Roll down cũng vậy luôn, nó tạo thành một cụm phrasal verb. Phrasal verb là gì ta? Cụm động từ. Dịch nghĩa chính xác của phrasal verb là động từ đi kèm với từ. Động từ đi kèm với từ. Tại vì Ồ nó. thế á, cho em hỏi xíu này. Hỏi đi. Về lùi lại cái này. Em thấy cái câu số 2 á này, cái đó là I was born chứ sao lại born. I was. Đúng rồi. Em chia hình thức số ít. Em chia hình thức số ít. Nhưng mà nó cũng có một cái chủ điểm ngữ pháp là được phép chia ở học đúng rồi, chia hình thức số ít. Sorry em, ở đây thầy viết nhầm, thầy bị nhớ nhầm. Chia hình thức số ít em, I was born. Ok, để thầy sửa lại, thầy gỡ bài cho em, viết chú là ghi chú là. Mọi người nhắc thầy sinh nhật của thầy hả? Cái câu đầu tiên Ồ, của vậy vậy. sinh nhật thầy vào vào Dạ ngày sinh luôn, dạ sinh luôn. Ủa thầy thầy lấy ví dụ này thì nói sinh nhật thầy nó mới ghê chứ đau lòng ghê. Bé Huyền này nó ăn ghê nó thấy được. Tiếp nữa là thầy thuộc thế hệ 9X rồi ha. Thầy không, thầy 8X đó. Thầy 8X đó chứ thầy 9X không. Em ý em nói là suýt nữa Xếp nữa. qua cái này Hệ cuối của 8X. Nhưng mà mỗi cái thế hệ như vậy á, cái sự cái thế hệ chuyển giao á, nó vui lắm em. Nó khác với lại cái thế hệ ở bên trong á, cái hệ đầu hoặc cái hệ giữa. Cái thế hệ chuyển giao nó rất là nhiều thứ, buồn cười lắm, vui cũng có mà buồn cũng có, mà thua thiệt ta cũng có nữa ha. Nói chung là thế hệ càng về trước thì người ta thua thiệt hơn, cái thế hệ sau này mọi thứ vật chất đồ nó còn ổn hơn, cho nên tụi em phải biết trân trọng và cố gắng ha, cố gắng. Tại vì á mình cố gắng phải cho mình và cố gắng cho thế hệ sau của mình nữa ha. Giống như hôm nay thầy có cái thầy giảng dạy cho tụi em thì không phải là chỉ cho riêng thầy, là để cho tụi em có thể truyền lửa cho những thế hệ sau nữa. Ví dụ con cái của tụi em hoặc là cháu tụi em học tiếng Anh là tụi em thấy dở quá, coi cô nè, coi chú nè, coi ông nè. Giống như cái video clip mà thầy share trên Facebook á, tụi em có coi cái bà đã hát tiếng cái bà đã hát tiếng Anh không? Ôi Thầy trời. không hiểu quá không Ôi trời ơi. Thầy tưởng Thủy Nguyễn với lại Cindy Phạm có theo dõi sát sao Facebook của thầy, thành ra còn nhớ. Bà hát tiếng Anh bài gì đó mà rất là vừa đàn vừa hát tiếng Anh luôn, ghê chưa, mấy chục tuổi rồi, chắc cũng phải 70 tuổi. nhớ rồi Nhớ rồi, ok. Vậy Mình phải làm đúng sao rồi. để lúc mình về già mình cũng có giống mình vậy nghe, rồi còn lửa quá trời. Tối nay vô tìm bài viết của thầy để tạo tương tác thêm nha. Vậy chứ bữa giờ thầy đăng lên là bắt đầu tương tác nhiều á. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái phần tiếp theo là phần số 3, nói về conjunction. Conjunction nãy giờ mình đi được hai phần rồi ha, phần số 3 và phần số 4 nó ngắn thôi nên các bạn cố gắng ha. Bài ngày hôm nay dễ mà không có khó. Conjunction là liên từ, bài liên từ. Bài ngày hôm nay cái quan trọng nhất là liên từ nha các bạn, quan trọng nhất là liên từ. Còn cái phần tháng từ á, thầy nói nhanh lắm, 5 phút là xong. Phần liên từ mình bỏ nhiều thời gian không. Liên từ là một từ để kết nối hai từ hoặc mệnh đề hoặc câu có cùng một cái mối quan hệ với nhau.
Ha, liên từ là một từ để kết nối hai từ, hai mệnh đề hoặc là hai câu có cùng mối quan hệ với nhau. Được không? Nguyên cái cụm là they use to avoid making the text seem like bullet point and to make the text flow. Có nghĩa là làm cho cái câu nó trôi chảy hơn thôi. Chứ nó không phải là cái câu mà cứ lúc nào cũng chấm hết. Bullet point có nghĩa là chấm chấm câu, biết câu đơn em, câu đơn á, anh ấy ở nhà, nhà anh ấy cách xa trung tâm phố là nơi tụ tập đông người, mình cứ chấm 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 không à. Hả? Mình sẽ dùng những cái liên từ để mình làm sao nó trở thành một câu phức. Mình ví dụ mình có ba câu này: anh ấy thấy một con chó trên đường, anh ấy quyết định nuôi con chó. Try chứ, try try, ok. Anh ấy mang con chó về nhà, brought the dog home. Được không? Vậy ba câu này là ba câu rời, với lại những cái dấu chấm 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 gọi là bullet point. Chấm 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 như vậy thì tôi nhìn thấy không ưa mắt thì tôi phải viết nó lại. Jay saw a dog on the road and decided to adopt the dog, so he brought the dog home. Em thấy câu trên và câu dưới thì hai câu đều mang nhiều ý nghĩa đúng không? Nhưng mà cái câu dưới này nè, nó là một câu thôi và nó được liên kết rất là logic. Ha, đọc xong cái câu này người ta thấy được cái sự nhân quả trong câu. Tại vì nó có dùng cái từ so là thể hiện mệnh đề nguyên nhân và kết quả. Vì có cái nguyên nhân là anh thấy con chó và anh thấy quyết định mang chó về nuôi cho nó mới có kết quả là anh ta đem chó về. Nếu mà không có hai cái nguyên nhân đằng trên thì sẽ không có mệnh đề đằng sau. Hiểu không? Hiểu. Hiểu, ok. Giống như mình đói bụng mà mình muốn ăn, mình không thể nào mà mình ngồi đó mình vẽ hình ra mình ăn, mình phải nấu mình ăn. Đó là nguyên nhân và kết quả. Rồi, trong cái liên từ thì người ta chia ra làm hai loại liên từ ha, có liên từ kết hợp và liên từ phụ thuộc. Nhưng mà trong liên từ kết hợp lại có hai nhóm. Ở đây mình đang nói về liên từ kết hợp nè, coordinating conjunctions là liên từ kết hợp thì có hai nhóm. Nhóm đầu tiên đó là fanboys. À, bạn cứ tưởng là fanboy là các bạn anh em, rồi bắt đầu ngu rồi, bắt đầu không biết dịch fan dịch sao tiếng Việt luôn. Người hâm mộ Ăn à, người hâm bạn. mộ, hình như cái bài số 4 cũng có hỏi y chang à. Các bạn yên tâm là các bạn học tới một mức độ nào đó thì đã lao động cái từ tự hiểu vậy thôi chứ không dịch được. Lâu lâu không dịch được mà ngồi ngẫm nghĩ hồi mới ra em. Giống như tiếng Việt nó chạy đâu mất tiêu à. Rồi, nhóm fanboy chữ for tượng từ S tượng trưng cho for, A tượng trưng cho and, N tượng trưng cho nor, B tượng trưng cho but, O tượng trưng cho or và Z và so tương tự. Ha, vậy cái này mang nghĩa gì? Ví dụ for là vì, and là và, nor là chẳng, cái này chẳng cái kia nằm trong cấu trúc. But là nhưng, à, nói về hai mệnh đề tương phản. Or là hoặc, hoặc cái này hoặc cái kia. Z, à, chữ Z này nè là liên từ, nó không phải là chưa, nó không phải mang nghĩa chưa mà nó mang nghĩa là xong tuy mà, xong tuy mà. Chữ so mang nghĩa là vậy, vì vậy. Những cái liên từ này được dùng để liên kết hai từ, hai cụm mà có đồng equally important and complete in term of grammar. Tức là nó có đồng cái chức năng ha. Nó có đồng cái chức năng về ngữ pháp. Tức là sao? Coi ví dụ đi. Đọc tới đây không hiểu thì cứ coi ví dụ ha. The new product is stylish and innovative. Được không? Vậy thì chữ and đây là một liên từ để kết nối chữ stylish and innovative. Thì em thấy chữ stylish và innovative nó đều bổ nghĩa cho new product và nó đứng sau động từ is, nhà hai cái này thuộc từ loại tính tính từ. Vậy thì nó đồng chức năng em. Ở thằng trên là tính từ thì đằng sau chữ and cũng phải là tính từ thì lúc này mới sử dụng nhóm fanboy được. Nha, đằng trên tính từ đằng sau tính từ thì phải sử dụng nhóm fanboy tức là đồng chức năng. Rồi, tương tự, you can contact us by phone or by email. Được không? Bạn dùng by phone hoặc by email. Nhưng mà các bạn không dùng by phone và mail nha. Có trường hợp dùng by phone và mail không ta? Cũng được. Cũng được. Lúc này chữ O này sẽ đồng chức năng của danh từ. Ha? Đồng chức năng của danh từ. Ở chứ nói chính xác ra nó là đồng chức năng của object
compliment, objective compliment ha, object compliment chứ, là bổ ngữ của túc từ, preposition, object compliment, prepositional object compliment, bổ ngữ túc từ của giới từ. À, nó lên ta lên tinh vậy đấy em. Khi mà phân tích, rồi chúng ta có thể kết nối giữa hai mệnh đề độc lập, có independent clause là mệnh đề độc lập. Thì có thể kết nối hai mệnh đề. Mệnh đề là gì? Có S, có V, có O em. Có S, có V, có O là mệnh đề. Nhưng nếu có dấu chấm thì gọi là câu. Còn nếu nó không có dấu chấm thì nó vẫn còn chưa hết câu, thì mình gọi nó là mệnh đề. Và nếu nó có đủ S, V, O thì gọi là mệnh đề độc lập. Được không? Vậy thì chữ Z này là mang nghĩa tuy mà họ offer cái lương rất là tốt, họ offer cái lương rất là tốt, nhưng mà anh ấy không, xong mà tuy vậy mà anh ấy lại không nhận cái công việc đó, được không? Vậy cái chữ Z này, đặc biệt cái chữ Z nha các bạn, nhấn mạnh cái chữ Z đằng sau, đằng trước chữ Z phải có dấu phẩy, thấy không? Đằng trước chữ Z phải có dấu phẩy. Rồi qua ha, mình có correlative conjunction. Mình có correlative conjunction, nó là liên từ kép em. Liên từ kép. Liên từ kép là gì? Là được dùng để kết nối từ với từ, cụm với cụm, mệnh đề với mệnh đề, nó cùng một chức năng. Vậy có những cái liên từ kép là gì? Hồi nãy mình có liên từ đơn á các em. Nhóm fanboy là liên từ đơn, tại vì nó chỉ có một từ là nó đã là conjunction rồi. Nhưng cái liên từ kép có nghĩa là nó có một cái từ khác đi theo cụm với nó thì mới tạo thành một cái liên từ, một cụm liên từ được. Thì ví dụ như both thì đi với and, not only thì đi với but also, thì lúc nào nó cũng đi chung với nhau thì gọi là kép, được không? Còn về bản chất thì nó cũng kết nối từ với từ, câu với câu, mệnh đề với mệnh đề, tính từ với tính từ, trạng từ với trạng từ, cùng chức năng. Phần này dễ nên thầy sẽ giảng nhanh ha. Bạn nào thấy khó giơ tay ha. Both term and end were late. À, cả hai thì dùng chia số nhiều nha các bạn. Were ha, chia số nhiều. The research project will take both time and money. À, bây giờ nó vừa đứng đầu câu, nó vừa đứng cuối câu, đúng không? Both time and money. Time và money đều là danh từ. Not only term younger sister but also term love cartoons. Thì bây giờ bạn sẽ thấy là not only nè, but also là cụm giới, cụm conjunction rồi. Thì bên trong nó là hai cái cụm danh từ. Ha, thằng này là cụm danh, còn này là danh từ, đều là chức năng là danh từ hết, đúng không? Nhưng mà cái cụm này nè, tụi em đặc biệt chú ý là sau but also cộng s mình có not only S1, but also S2, thì động từ được chia theo S2. Động từ được chia theo chủ ngữ 2, cho nên chữ term này có S, chữ love này có S. Nếu động từ nó được chia theo chủ ngữ 1 thì chữ sister này số nhiều thì động từ này phải không có S rồi nha. Vậy nhớ giùm thầy, chia theo chủ ngữ đằng sau, còn không nhớ chủ ngữ 2 thì chủ ngữ đằng sau. His name is neither Michael or Richard. Tên anh ta có hai tên, được không? My boss neither eat meat nor drink coffee. Em thấy chữ eat có S là động từ, eat meat là cụm động từ, drink coffee cũng là cụm động từ, nó nói giữa hai cụm động từ với nhau. Không ăn thịt cũng không uống cà phê. Whether we meet in part or at any house is up to you. Em ơi, cái cụm này là hoặc. Hoặc ở đây, hoặc ở kia thì chia số ít. Được không? Chia số ít. Sub to you có nghĩa là tùy thuộc vào bạn, không thì là depend on you. Huh? Rồi, lưu ý. Hôm bữa mình học bài động từ, bài trạng từ, mình đã có học những cái trạng từ phủ định. Trạng từ mà đứng đầu câu mang nghĩa phủ định thì chúng ta phải có đảo ngữ. Nhớ không? Hardly ever, hardly then, rồi cái gì nữa? Hardly that, scarcely, ha? Thì những cái cụm đó
thì nó cũng giống như cái này luôn, là nếu nó đứng đầu câu thì mình phải chuyển, phải đảo. Ví dụ nè, John not only turned up late but also forgot his book. Vậy thì trong cụm này thì dễ quá rồi, nói giữa liên kết giữa hai cụm động từ là forgot this his book và turn up late. Khi nhưng mà bây giờ mình muốn đưa not only lên đầu câu thì mình phải mượn trợ động từ đưa lên trước. Tại vì chữ turn này nè đang chỉ ở quá khứ đơn thì mình mượn trợ động từ did, và chữ turn này đưa về phải cột không, đưa về cột không. Did đảo lên đằng trước chủ ngữ. Not only did John turn up late but also forgot his book. Và ở trong cái câu này mình không được dịch thì không được dịch ở câu câu hỏi nha các bạn. Mình hay học là đảo trợ động từ lên sẽ đặt thành câu hỏi, nhưng trong đây không phải là câu hỏi mà vẫn là câu khẳng định. Vì chỉ có là có cái từ mang nghĩa phủ định đứng đầu câu thì thành ra mình phải đảo đảo ngữ. Câu 2. Câu này đi. There is neither excitement or entertainment in this small town. À, không có cái gì mà thú vị, cũng không có cái gì mà giải trí ở trong cái thị trấn này cả. Thì được viết lại là neither. There is thì đổi thành either. À, no vẫn giữ nguyên. À, đổi cái đằng trước thôi. Thì cũng dịch y chang câu trên nha các bạn. Dịch là dịch y chang câu trên, nhưng mà viết thì có hai cách viết. Ha, các bạn chú ý, cái này không bị đảo nghĩa đâu, nghĩa cũng như nhau thôi, nhưng mà viết có hai cách. Rồi, mình sẽ qua những cái liên từ, những cái liên từ phụ thuộc. Liên từ phụ thuộc là gì? Là liên từ dùng để nói một mệnh đề, một mệnh đề phụ thuộc và một mệnh đề chính. Đúng không? Một mệnh đề phụ thuộc và một mệnh đề chính. Nó được đặt đầu câu thì trong câu phải có dấu phẩy. Nó được đặt đầu câu thì trong câu nó phải có dấu phẩy. Còn ngược lại, nó được đặt trong câu thì không có dấu phẩy. Mình coi công thức. Conjunction cộng S cộng V thì nó đứng ở đầu câu này các bạn, thì mình phải có dấu phẩy để tách hai cái mệnh đề này ra. Còn đứng giữa câu thì không cần phải có dấu phẩy. Ví dụ, nếu chữ because đứng đầu câu thì trong câu có dấu phẩy nè ha. Because he wants to be successful, he's willing to work harder than others. Vì anh ta muốn cho thành người nào, thành công, cho nên anh ta sẵn sàng làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Vậy bây giờ tôi để chữ because đứng giữa. Anh ta sẵn sàng làm việc hơn những người khác thì chúng ta phải đảo cái mệnh đề, đảo cái main clause lên đằng trước, được không? Đảo cái main clause lên đằng trước, đưa cái mệnh đề phụ thuộc vào đằng sau. Because he wants to be successful. Rồi, cái này dễ ha, nhớ là đứng đầu câu thì phải có dấu phẩy. Rồi bây giờ cái này mới điên nè. Mọi người thấm chưa? Thấm mệt chưa? Rồi cái phần này thầy sẽ giảng sơ thôi. Nó có mệnh đề chức năng của conjunction, nó sẽ có 6 cái loại chức năng. Nó đóng vai trò, nếu mà nó chỉ về thời gian thì có những cái conjunction như thế này. Ha, chỉ về thời gian hay nói về thời gian thì nó có conjunction như where, whenever, why, as, thì mỗi cái nó mang nghĩa khác nha, nhưng mà đều nói về thời gian thôi. Mình ví dụ nè, I'll phone you as soon as I get home from work. Tôi sẽ gọi cho bạn ngay khi tôi về nhà. When he saw me, he waved. Khi người ta thấy tôi, người ta quắt tay tôi ha, người ta chào tôi, người ta quắt tay với tôi. Gì? Cái when này cũng gọi là một conjunction, as soon as này cũng gọi là conjunction. Nguyên cái đóng này gọi là conjunction nói về thời gian. Còn cái đóng này ở bên dưới, conjunction nói về nguyên nhân và kết quả, mình đề hệ quả. Thì sẽ có bởi vì, nguyên cái đóng này dịch là bởi vì hết em. Bởi vì hết, dịch bởi vì hết. Còn nguyên cái đóng này là tùy nghĩa nha, cái ở trên thời gian thì tùy nghĩa. Nào ví dụ như là since at because, chúng ta có thể sử dụng một trong ba. I like him, I try to help him. Vì tôi thích anh ta nên tôi giúp anh ta. Mình tạm thời là mình hiểu là mệnh đề nguyên nhân kết quả thì bắt buộc mình phải dịch thêm chữ nên nha. Vì và nên. Hoặc là có cách sử dụng khác là mình dùng now và seeing that ha. Now seeing that your money, it's your money, I suppose you can buy whatever you want. Whatever you want. Vì đó là tiền của bạn, cho nên tôi đề nghị bạn muốn mua cái gì bạn mua. Tôi gợi ý bạn mua gì bạn mua. Ở chữ support này nhiều nghĩa lắm nha. Đề nghị, gợi ý, khuyến khích hay là
muốn muốn nói gì nói là kêu support này tùm lum nghĩa đó. Thì các bạn có thể dùng now hoặc xem đáp là vì hết. Rồi trong mình đề chỉ điều kiện nó chỉ có những cái liên từ như thế này. Đó, có những liên từ if là nguyên cái đống này mình đề chỉ điều kiện thì chúng ta chỉ dịch một nghĩa thôi. Ví dụ như nếu miễn là nếu không thì giả dụ như hoặc như thì toàn là if hết. If you need help, just let me know. Nếu bạn cần sự trợ giúp thì gọi cho tôi, nói cho tôi biết. I will agree to go providing hoặc là provided that. Em xài một trong hai đều được nha. My expenses are paid. Nhớ chữ that này hãy bỏ trong ngoặc, có nghĩa là có cũng được mà không có cũng không sao. Có nhiều bạn hỏi chứ này không có cấu trúc, không có công thức ngữ pháp này. Không, học luôn cấu trúc, học thuộc luôn cấu trúc. Provided my expenses are paid. Ha. Tôi đồng ý đi. Tôi đồng ý đi, tức là nghỉ việc á. Trừ khi tất cả các chi phí của tôi được trả. Ha, trừ khi mình dịch là trừ khi, ngoại lệ. Ha, là miễn là cái chi phí đều mang nghĩa điều kiện hết đây. Phải có cái này thì có cái kia gọi là điều kiện nha. Rồi, contradiction là sự tương phản. Hay còn gọi là contrast. Thì là sự tương phản thì chúng ta có sử dụng do, on do, even if, toàn mang nghĩa là mặc dù hết. Mặc dù, mặc gì hết. Mặc hết. Even do, even if, một trong hai, you don't like her, you should try to be nice to her. Hơi khang tiếng rồi đó. Không sao, cố gắng. Mình còn có mấy slide nữa thôi. Mặc dù bạn không thích cô ấy, nhưng bạn cũng nên đối xử tốt với cô ta. Thì mình thấy là ở đây hồi nãy mình dịch là vì nên, thì ở đây là mặc dù nhưng, ha, mặc dù nhưng hoặc cho dù nhưng, ha, mình phải dịch tiếng Việt là như vậy nha các bạn. Và khi mà mình dịch tiếng Việt như vậy thì thành ra là trong khi mà viết chuyển thể từ tiếng Việt sang tiếng Anh, chúng ta làm ơn nhớ ngữ pháp của tiếng Anh, đừng nhớ ngữ pháp của tiếng Việt. Nếu chúng ta nhớ ngữ pháp của tiếng Việt, chúng ta sẽ biết vô đây thêm chữ but. On do rồi mà chúng ta có but nữa. Đây là lỗi rất thường gặp. Một trong những common mistake trong đề thi IELTS hoặc là TOEFL, hoặc là bất kỳ sinh viên nào ngành ngôn ngữ cũng đã từng bị cái lỗi này. Thậm chí thầy khi mà viết luận văn, khi mà viết luận văn ai biết không? Viết một lần 50 mấy trang đó, cứ vậy mà mới nhắm vô viết tiếng Anh vậy đó. Thì mình đâu có kiểm soát được hết cái lỗi của mình đâu, mình cứ nhắm mình viết. Mình đọc lại mình không nhận ra nữa cơ, phải đưa cho người khác đọc họ mới nhận ra. Họ nhận ra giờ mình nó sai sai cái mình đọc lại mình nói sai khùng sai điên. Mình hay gọi là sai khùng sai điên, sai vớ va vớ vẩn. Ha, cho nên trường hợp này chúng ta đừng sai như thầy. Purposes là nói về mục đích. Thì mục đích là để mà, ha, thì mình dịch là để và để mà. In order that hoặc là so that. Tom work hard so that he can support his family. Vậy đang nói giữa hai mệnh đề nè em. Nhớ mấy này nói mệnh đề hết á. Nói hai mệnh đề. Được không? Anh ta làm việc chăm chỉ để mà anh ta có thể nuôi sống gia đình. À, chữ support lúc này là nuôi sống. Rồi, mệnh đề chỉ nguyên nhân, chữ kết quả là so, that. So tính từ, trạng từ, cộng that. Hoặc là set an tính từ, danh từ, cộng that. Ha. Mình coi ví dụ đi. Chứ công thức này đọc cũng nhớ đâu. Nhưng mà bắt buộc phải nhớ công thức mới viết được. Jenny was so angry that she couldn't speak. Jenny quá quá gì? Quá giận đến nỗi cô ta không nói được. Hả? Quá đến nỗi mà. It was such a boring film that I feel asleep. Đó là một bộ phim cực kỳ nhàm chán đến nỗi tôi buồn ngủ luôn, tôi ngủ luôn. Nè em thấy là chữ sách nè, cộng an nè, cộng tính từ là boring nè, cộng danh từ rồi cộng đáp. À, nó có công thức hết, bắt buộc chúng ta phải nhớ. À, khi dùng so thì chỉ cần tính từ hoặc trạng từ, còn dùng sub thì phải có nguyên cái cụm mạo từ tính từ sau mới tới danh từ tầm đáp. Cái này nhìn nó khó vậy á, nhưng mà hiểu rồi thì nó dễ ha. Sau này tụi em sử dụng cái này trong văn viết rất là nhiều luôn. Em sử dụng được càng nhiều những cái liên từ này thì làm cho cái câu văn của em nó logic, làm cho cái câu văn của em nó bóng bẩy ha. Rồi, bây giờ mình qua phần 4 là phần cuối cùng, đi nhanh thôi, phần này không có nói nhiều. Là tháng từ là trừ chỉ cảm thán có nguồn gốc từ Latin. Ha, có nguồn gốc từ Latin.
thì những cái tháng từ này á nó sẽ diễn đạt cái tâm trạng, cái trạng thái, cái cảm giác ngay tức thời, bất thình lình ha. Mình có những cái từ này, oh, oh my, oh, ê, yike. Thì những cái từ này nè gọi là tháng từ hết. Nhưng mà bây giờ mình sẽ phải học những cái tháng từ như vậy ở trong tiếng Việt mình. Ôi trời ơi, gì nữa ta, ôi trời ơi, lại chú tôi thì nó cũng như nhau thôi. Ui da, ồ, cái gì nữa, ây da, u da cũng như nhau ha. Ôi trời, tiếng Việt mình sao giờ mình ngu ghê, mình không biết nó có nhiều, chắc nó cũng có nhiều á. Rồi mình sẽ học những cái tính từ, những cái tháng từ mà phổ biến thôi. Ví dụ như a, giống như mình coi phim The monster got me, diễn đạt cái sự sợ hãi. Bây giờ tụi em mới thấy tiếng Anh nó khó cái chỗ là học cái từ tháng từ thôi mà còn phải học cái nghĩa của nó. Học cái tháng từ bắt buộc phải học nghĩa để biết cách sử dụng đúng thời điểm. Chứ tự nhiên cái mình đau quá, mình đau quá mà mình là bingo, mình đau quá mình là bingo, mình đau quá mình là ê kỳ cục. Đúng không, người ta làm mình bị điên đó em. Rồi chữ A, mình A lên cái nữa thì là nói về cái sự gọi là mình nhận thức được một cái điều gì đó. Ví dụ như cái chữ fanboy hồi nãy, thầy hỏi fan là gì, Mình cái hả? Cái tụi em giải thích ra fan là người hâm mộ. À nhớ rồi, à, nhận ra được cái điều gì đó. đây nè. Nhận ra một cái điều vi diệu ha. Rồi chữ out, out out là gì, something sweet or cute. Oh, Nói em học kiểu cái gì mà rất là ngọt và nó rất là dễ thương ha. nặng cả cái chân chưa? Trên Không làm ơi, sao phải không? Có cái đen bố lẻ đó chứ không làm cái trên chân ơi, chưa? trên ơi, trên ơi, tắt mic nhầm trên. Ồ thầy tắt được hả? Ok thầy tắt được rồi, lát nữa thầy mở em sau. Ồ em mở rồi, ok ha. À, đang mất tiêu. Tiếp, bingo. Bingo là mình nhận thức được cái gì đó nó đúng ha. Bingo, that's what we were looking for. À, cái đó là cái mà chúng ta đang tìm kiếm cái bingo. Something, question something. Có nghĩa là sao? Mình nhận đọc là So, that's what she said. Có chắc chắn như vậy không? Mình đặt câu hỏi. Rồi thêm mấy cái nữa đi, rồi mình sẽ qua cái phần bài tập rồi mình nghỉ ha. Mình cố gắng chút xíu nữa. Yêu, yêu, hay ghê, hay ghê. Disgusting là hay gớm, gớm ghê, cái gì đó nó gớm ghê lắm. Ví dụ như ew, that movie was so gory. Gory có nghĩa là máu me, đẫm máu này nọ em. Cái bộ phim nó máu me không à. Hay ghê. Ew, ew. Đây, cái cụm từ này nè nói về cái gì đó mình không hài lòng, mình hay bụm môi làm là bụm môi mình phun ra vậy đó, không thích, không thích, không hài lòng. Rồi I see, I think, oh I see, oh I think, oh tôi biết rồi đó. Hiểu rồi, mình dùng oh ha. Oops, 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 oops có nghĩa là làm một cái gì đó nó có lỗi em, làm cái gì đó nó bị sai. Oops, sorry I didn't see those tracks there. Tôi không thấy những cái skate ở đó. Sorry, skate là những cái ván trượt. Tôi không biết tôi đạp luôn rồi, tôi không biết tôi đá nó văng luôn rồi. Như vậy. Oops. Rồi mấy cái này là những cái phổ biến thôi ha, nó còn nhiều lắm em, tụi em nghiên cứu thêm ha. Rồi bây giờ mình qua phần bài tập chút xíu là mình nghỉ nè. Rồi bây giờ mời các bạn làm bài tập nha. Tụi em ơi, thầy thu cái màn hình đang trình chiếu lại nó nhỏ vậy, tụi em có thấy nó bị nhỏ không? Cái trang nó bị nhỏ. Nó bị nhỏ lại phải không? Nhỏ lắm. Ok, mở ra. Nó bị nhỏ. Rồi, nhà bạn nào có xe cứu thương rồi, kinh khủng quá. Ghê vậy. Không có, không có. Nhà em ở ngoài mặt tiền đường á, xong rồi
xe đó đi qua đi lại á. À xe đi qua đi lại, tưởng có cứu thương tới rồi. Đang học với tự nhiên em đô ha, thấy bạn á lên tiếng này em ơi. Ờ, không muốn cái trường hợp đó đâu nha. Hôm nay đọc một cái Nghe mặt tiền đường á. hôm nay thầy đọc một cái bài báo, hồi tối hôm qua thầy đọc một cái bài báo nghe ghê lắm em. Ở Mỹ cái cô này cũng đang họp meeting, cái tự nhiên á đang họp cái rất là nhiều cái đồng nghiệp đang coi cô ta nói chuyện á, cái tự nhiên nghe một tiếng đùng cái cô ta lăn cái đùng ra chết, Đột quỵ. Đột quỵ. không đột quỵ, đứa con mấy tháng tuổi không biết cầm cây súng đã nạp đạn rồi bắn cái đùng ngay đầu Trời. máu me không. Yeah. Cái người mà đang coi cuộc họp, đang nghe cô ta nói, đang nhìn vô cô ta thấy bắn cái đùng xịt máu tùm lum hết, lật đật gọi điện thoại cấp cứu, tới nay quanh quanh tới là đai rồi, thấy ghê không. Cho nên quốc gia mà sử dụng súng, gọi là cá nhân sử dụng súng cũng phải cẩn thận, đóng tủ khóa tủ không cần lên đạn gì mà ghê quá. Con Đức nó không biết, nó lấy nó cầm bắn cái đùng chích veo, ấn thiệt chứ. Rồi, tôi muốn trường hợp này gặp ở những học viên lớp tôi đang học cái bị người ta bắt đi mất tiêu. Rồi, bây giờ mọi người làm phần này cho thầy ha. Làm nhanh thì mình nghĩ nè. Câu số 1 ai làm? Giơ tay hoặc là thầy gọi. Meeting đâu giơ tay được đâu. Ủa cái này không giơ tay được hả ta? Xui ghê. Help. Rồi, gọi thầy danh sách xin đi trước ha. Dạ. Xin đi, con này chọn cái gì? Dạ cô để cô si này. À bạn chọn C. À dịch nghĩa cho thầy, đọc đọc cái câu hoặc dịch nghĩa cho thầy. The project was delayed because funding Insufficient. were insufficient. Ừ. Cái dự án thì nó bị trì hoãn bởi vì Cái quỹ, cái ngân sách. cái ngân sách nó giống như là Hạng bị mục. Hạng mục. hạn hao hụt nhé. Dạ. Ngân sách nó không đủ ha. Rồi, ok, because. Phần này dịch nghĩa thêm thôi. Ok, bạn tiếp theo, Thủy Nguyễn. 5, 4, 3, Tự vậy cho người ta đọc chứ, từ từ. 2. See Em chọn đơn đúng ya. không? How to show a profit. Em chọn câu C đi. Đúng rồi. Mặc dù cái nền kinh tế nó đi lên nhưng mà Cadence vẫn fail to show profit, có nghĩa là không có được lợi nhuận. Không có lợi nhuận. Câu số 3. Tiếp tục bạn Tuấn hả? Tuấn ơi, Tuấn xong chưa Tuấn ơi? Ở đâu mất tiêu rồi ta? Đây suy nghĩ thầy á. Hôm nay suy nghĩ. Ok, em đang suy nghĩ thì cho suy nghĩ con khác nha, chào bạn khác. Rồi, chào bạn khác, bạn Trăm Bùi. Em chọn cô D ạ. Cô Em đi. chọn cô đi. Item have been popular for many years. Moreover, they are reliable. Hơn thế nữa hả? Cái mặt hàng này nó đã nổi tiếng nhiều năm rồi. Hơn thế nữa, nó đáng tin cậy. Nó rất là tin cậy. Thầy thấy nó sao sao em? Cô ấy. Chọn coi ai. Coi ai mới đúng, vì coi ai mang nghĩa là vì. Đây là mệnh đề nhân quả ha. Nó xuất hiện rất nhiều năm rồi, nó nổi tiếng nhiều năm vì cái độ tin cậy của nó. Câu số 4, Diễm Trinh. Câu này dễ Diễm Trinh nha. Diễm Trinh mà Minh Linh trả lời hen. Gợi ý cho Diễm Trinh là trường hợp này chúng ta dùng để nhấn mạnh.
nhấn mạnh chủ ngữ. B Câu gì? B Câu B. Chắc chưa? Ở đây thiếu chủ ngữ hả em? Manager ở đây là chủ ngữ rồi, sao chọn chủ ngữ, đại từ nhân xưng làm chủ ngữ chứ gì nữa vậy? His. Câu đi hả? Câu đi ha em. Chọn câu gì trên ơi? Anh hai. Câu A hả? Trời ơi, đổi biết bao nhiêu câu không? His này thì phải cộng danh từ, mà đằng sau chữ welcome này không phải là danh từ, chúng ta không chọn. Him này nó mới gọi là túc từ, phải đứng sau chữ welcome, vậy chỉ còn có himself sale thôi. Vậy himself sale này không dịch nghĩa không biết cũng được, nãy hay nó nhấn mạnh chủ ngữ mà. The manager himself welcome us to the hotel. Người quản lý, đích thân anh ta, ha, mang nghĩa là đích thân anh ta, đại từ bản thân mà. Đích thân anh ta tiếp đón chúng tôi, chào đón chúng tôi đến khách sạn. Coi lại bài nha 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 Trinh, nãy giờ học chứng tỏ là chưa hiểu bài. Câu số 5. Chí ơi, Chí, vô Chí. Nãy giờ quên hỏi Chí, không biết Chí nằm đâu rồi. Nắm đây nè, chơi gì Ok, làm bài Chí ơi. quá gì. Who did land show your ruler first hatchet Ồ, giỏi quá, nói vô là đúng ngay bóc luôn, vậy mà đi học cũng bỏ buổi nha. Cố gắng học có buổi, dạo này đâu có làm việc đâu đúng không? Hay là làm online mà, hả? Tranh thủ. rocken? Vẫn làm chứ, vừa làm vừa học nè. Ok, vừa làm vừa học gớt. Các bạn thấy tinh thần của anh Chí không? Vừa làm vừa học thấy không? Các bạn cố gắng nha. Ủa thế bạn Lina là bạn Trâm Bùi phải không ta? Dạ Alo. không thầy. Ủa thầy thấy có bạn Lina đăng ký ở Ok vô lớp mà sao không thấy bạn Lina ở đây ta không hiểu. Vân ơi, tớ Vân nha. Dạ em chọn C. Em đọc cả câu cho em nghe đi, nghe cái pronunciation của em luôn. The two managers volunteered to deal with the technical problem by themselves. Em chọn câu C. Hai câu D. Câu 5 4 3 2 1. Vậy câu C. Ok, em phải giữ vững lập trường, nếu không đừng bị thầy chọc hồi nữa là chọn đáp án sai à. Rồi, đọc nó hơi bị sai nha em, đọc lại nè. The two managers, not manage ha. The two manager, động từ thì đọc là manage. Còn danh từ đọc là managers. Volunteer to deal with those technical problems, not technical, nghe ghê lắm, technical problems by themselves. Là self này nhớ tận cùng có F nha em. F là S, self, themselves. Rồi, submit, đúng. Câu số 7, quay lại. Bạn nào đây? Nãy giờ bạn nào chưa làm ta? Dạ nghe nghe thầy. À, Tuấn Nguyễn đúng rồi, thầy bỏ qua Tuấn Nguyễn. Rồi, câu 7 đi Tuấn. Vô còn khó không ha? Em chọn D, câu C á thầy. À, em chọn câu D. Sai rồi em. Con này phải chọn gì biết không? Con này không chọn D mà chọn Dose. Dose xem Số cái này. nhiều hả thầy? À, hai cái này đều là hình thức số nhiều hết. Nhưng mà em dịch vô câu nè. Những cái thiết bị lưu trữ của chúng ta thì không không có mắc tiền so với những cái của công ty Sunro, là những cái kia, những cái đó của công ty Sunro ha. Chứ không có những cái này được, tại vì công ty mình đang ở đây, mình đâu cầm những cái này ở bên đây đâu. Còn những cái mình nói một công ty khác nằm ở xa thì phải là đô chứ. Hai con này xài đô, Ok. xài đô nha. Câu số 8. Ok. Câu số 8 này quá dễ cho nên sẽ không kêu bạn nào giỏi, chứ bạn nào trung bình khá. Bạn bạn Diễm Trinh.
Diễm Trinh có 5 giây. 5 4 Cho con B. Câu B. À, ok, not only but also. Câu này không cần dịch luôn em. Không cần dịch, không cần làm gì hết. Nhắm vô, not only, đánh vô thôi. Nói cho tụi em làm đúng câu này làm được 5 điểm ở trong đề thi TOEIC rồi đó. Để câu này hãy lấy trong đề thi TOEIC ra. Thấy không? Thấy nó đơn giản không? Ừ. Về ngữ pháp thì nó đơn giản lắm. Câu số 9 thầy cho gợi ý cái từ disembark có nghĩa là get off. Câu này thì cho bạn Thủy đi. Please remember to remove all of your personal items. Năm. Before câu B đi. Ba. Hai. Câu B hay câu gì ta? Câu B. Một. Hết giờ. Câu nào? Câu B. Câu B phải không? Câu B phải không? Em đang phân vân giữa câu B và câu D. Rồi, nên ok. Rồi, ok. Câu B hay câu D đều sai. Học cái gì vậy trời? Ủa nhầm, câu bi với lại câu đi, một trong hai câu đúng, tầm bậy, thầy nói lộn. Câu bi với lại câu đi, một trong hai câu đúng, vậy em chọn con nào? Câu bi phải không? Câu bi. Ok, câu bi, đây là trường hợp chúng ta đi xe bus đó các bạn. Đi xe bus hoặc là chúng ta đi MRT, đi train, đi subway. Thì chúng ta phải nhớ là lấy hết hành lý đi ra khỏi cái tòa tàu hoặc là cái xe bus trước khi bước xuống ha. Trước khi bạn bước xuống khỏi cái phương tiện di chuyển. Người ta làm đúng chứ người ta làm sai. Sorry, hãy nhìn nhầm. Câu cuối cùng dành cho bạn Candy Cindy. Đây là nói về câu dạ hỏi rồi. Câu hỏi về lý thuyết. Hình như có bạn nào nói thích câu hỏi về lý thuyết bạn Trâm Bùi hả ta? Trâm Bùi, nhớ bạn Trâm Bùi như nói thích câu hỏi về lý thuyết. Dạ, em thích câu này. Em thích câu này. Ok, em thích câu này. Vậy là câu này nói gì đây? Dạ, đang nói đến một cái điều mà gọi là ghê tởm. Ghê tởm, ok. Ghê sợ. Có nhớ bài, ghê bạn sợ. Nhớ bài. Bạn này nhớ bài. Vậy xin đi, chọn gì xin đi? Câu đi này. À, xin đi chọn câu đi. Còn bạn Trâm Bùi chọn câu nào? Em chọn câu C. Em chọn câu C. Câu đi mang nghĩa là thốt lên một cái nỗi đau. Còn này ơi, disgusting. Ok, yeah. Disgusting. Something này thì là mình có từ ở hả? Còn making mistake là gì? Oops. Vậy lúc cũng nhớ được vài cái rồi ha. Rồi, bài của mình được 90/80 cũng được rồi. Đó, bài của chúng ta có ngày hôm nay tới đây thôi. Các bạn có câu hỏi gì không? Thấy khó khăn không? Các bạn này khó khăn. Có vấn đề gì để hỏi không? Tính ra hôm nay chúng ta chạy bài cũng ổn nha. Chạy bài cũng ổn cũng. Bài này dễ. Ok, bài này dễ hơn bài đồng sơ. Mọi người có thấy bài này dễ không? Mấy người còn lại? Dạ dễ. Tuấn Nguyễn. Dạ, có học bài là dễ hả thầy? Ok, đồng ý, có học bài. Diễm Trinh, thấy bài này không sao Diễm Trinh? Cũng được, ok, Diễm Trinh phải học nhiều nha. Tại vì cũng được của Diễm Trinh là bị quên nhiều cái đó. Trăm Bụi với lại Vân. Hả, Trăm Bụi thấy dễ hả? Hơi dễ. Còn Vân? Vân, em buổi đầu tiên học thấy sao? Hiểu bài không? Em ổn, ok. Em nhớ làm bài tập cho hay nha. Trí ơi, bài này giảng gì có hiểu không Trí? Hiểu, ok. Vậy cố gắng là chúng ta lớp mình chỉ còn lại được có 7 bạn thôi. Thì 7 bạn á, thì bạn nào vô thì vô, còn không vô thì chúng ta cứ 7 bạn sĩ số này chúng ta học ha. Không có phải sợ là vì lớp ít người cho nên nản, không có. Mình học cho mình chứ không phải học cho người ta. Nha. Rồi về nhà các bạn nhớ làm bài tập cho thầy. Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha. Yeah. Ok, see you.
Bye bye, bye. See you. Bye bye mọi người. Goodbye. Goodbye. Bye mọi người.